Võ Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay Võ Sơn cùng cả nhà mình xem dòng máy hút sữa 2 bình của Sanity đời mới nha. Đây là mẫu S6306. Thì so với đời cũ thì nó chỉ mắc hơn có khoảng 100 mấy đến 200 ngàn thôi, nhưng mà nó có nhiều ưu điểm. Thứ nhất là nó sẽ có cục pin sạc, tức là mình cắm vào điện xài và mình có thể có cục pin bên trong để trữ điện khi mà mình mang máy đi xa khỏi nguồn điện nè. Và nó có hai cái ống hút sữa riêng biệt độc lập. Tại vì cái dòng máy đời cũ thì là một ống mà chia ra làm hai bình, còn đây là hai ống riêng độc lập thì nó sẽ kích xích hút sữa tốt hơn ha. Máy hút sữa này thì nó rất là gọn đẹp ha. Thì một bên là chỗ cắm điện nè, cái chui dẹp, còn bên còn lại là hai cái ống cắm hai bình độc lập cả nhà ha. Mình sẽ cắm cái chui vào đây thì hai đầu này nó giống nhau ha, đầu nào cũng được, cắm một bình ra rồi cắm bình thứ hai ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào trong phía sau của cái bình bơm này. Đầu tiên là chúng ta sẽ bấm nút nguồn, mở nguồn. Đó, ở đây chúng ta thấy rất là đẹp ha, cục pin nó báo đang sạc nè, hoặc là pin yếu hay không nó cũng báo đèn ra đây luôn, cả nhà thấy không? Đầu tiên mình để mở máy chúng ta sẽ bấm vào cái nút nguồn khoảng 3 giây, 1, 2, 3. Máy sẽ hoạt động nha. Nó đang ở chế độ kích thích sữa nè. Mình có thể tăng cái cường độ lên hoặc giảm cường độ xuống. Rồi, hoặc là mình có thể bấm vào cái phần trăm này nè để chuyển sang chế độ hút sữa. Đó, mình có thể cũng tăng hoặc giảm cường độ. Rồi, ở đây đó là chúng ta chọn cái bình sữa thứ hai. Còn nếu mà chúng ta mua cái máy hai bình mà chỉ xài một bình thì chúng ta sẽ cắm vào là hoạt động một bình nha, bấm vào nút này sẽ hoạt động cùng lúc hai bình, các bạn thấy không? Đó, máy này thì khá dễ xài ha. Rồi cả nhà mình coi ở phía dưới nè, nếu mà chúng ta xài một bình thì chúng ta cắm cái chui một bình, còn nếu mà chúng ta xài hai bình thì cắm cái bình thứ hai vào đây và chúng ta chọn chức năng hai bình nha, và nút tăng giảm ở chỗ này và chọn chức năng chế độ này, và một bình hai bình là 1 2 3 4, tất cả có 5 nút cả nhà ha. Rồi sau khi xài xong thì hút xong thì chúng ta sẽ vệ sinh máy từ ở cái ống nè, vệ sinh từ cái ống ra bình sữa, chứ chúng ta không có vệ sinh trong cái máy nha. Còn lỡ mà máy có bị dơ thì chúng ta sẽ đem lên hãng nhờ bảo dưỡng. Thường thì sữa nó sẽ không có lọt ra cái ống này đâu, trừ trường hợp là nó bị rách cái van một chiều thì nó mới ra đây, thì chúng ta mới vệ sinh cái ống này. Đó. Và van một chiều nếu lỡ rách thì chúng ta liên hệ với hãng để mua phụ kiện thay thế nha. Cả nhà thấy tháo ra cũng khá là dễ. Đầu tiên này mình rút cái chui dây này ra thì nó sẽ không có liên quan đến con dây này, và chúng ta vệ sinh ở cái bộ phận này. Bình sữa là thứ nhất nè, van một chiều là thứ hai nè. Đó, van một chiều chúng ta có thể tháo ra được, nhưng mà cẩn thận đừng có làm mạnh tay ha. Cái van một chiều đời mới này thì nó có vẻ nó sẽ cứng cáp hơn, nó sẽ ít bị hư hơn cái van đời cũ. Rồi ở trên đây thì chúng ta tháo ra xoay một cái, chúng ta cũng có thể tháo ra một cái van, cái nắp nhựa trên đây để vệ sinh, và chỗ này nữa, cái quặng chỗ này nữa. Rồi chúng ta đồng vô thì nhựa dẻo mà, rất là dễ dàng. Xong. Rồi nếu mà sau khi chúng ta vệ sinh xong thì sữa thì có thể cho bé gắn vào cái nấm để cho bé có thể sử dụng được bình sữa. Hoặc là chúng ta dùng sữa này cho vào một cái túi trữ đông, cho vào đông lạnh, và mình có thể dùng cái máy hâm sữa để rã đông ra và giữ ấm để cho bé bú. Rồi có gì thắc mắc thì cả nhà mình cứ liên lạc với Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới nha, để có thể tìm hiểu thêm về thông tin của các dòng máy hút sữa khác, và máy một bình, máy hai bình đời cũ, máy hai bình đời mới, và những phụ kiện thay thế như thế nào. Rồi chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.